Trong màu áo cờ đỏ sao vàng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu cùng các cán bộ ngoại giao Việt Nam đã vừa có chuyến hành trình trên dãy núi Himalaya, Ấn Độ. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà ngoại giao Việt Nam đã có chuyến du ngoạn trên lưng bò Tây Tạng trên dãy núi Himalaya để giới thiệu đất nước Việt Nam. Tại đây, các nhà ngoại giao đã lưu lại những hình ảnh ấn tượng khi cả đoàn cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào là người Việt Nam.